ngày thứ 3 trong chương trình khảo sát tiềm năng du lịch bản văn hóa vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đoàn đến với huyện Mường Nhé, một huyện miền núi vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, với 10 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đoàn khảo sát được trải nghiệm thiên nhiên hoang dã tuyệt đẹp nơi đây. Thiên nhiên đã thực sự ưu ái khi ban tặng cho huyện Mường Nhé cảnh đẹp hoang dã, thơ mộng. Trên những ngọn đồi rộng, du khách còn có thể bắt gặp hình ảnh những ngôi nhà cô đơn được người dân dựng lên nghỉ ngơi trong thời gian trồng lúa. Những điều thực sự đơn giản, mộc mạc và bình dị lại làm nên dấu ấn đầy cuốn hút cho phong cảnh nơi đây. Du khách không thể bỏ qua khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé. Đây là khu rừng đặc dụng lớn của cả nước, có sức ảnh hưởng lớn với môi trường sinh thái. Hệ sinh thái rừng Mường Nhé cực kỳ đa dạng, chủ yếu là các loài thực vật nhiệt đới, trong đó có nhiều loại thuộc sách đỏ Việt Nam như trầm hương, pơ mu, lát hoa. Đến Mường Nhé, một địa điểm cũng không thể không khám phá là cột mốc số 0 Apa Chải. Đây là cột mốc nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam, Lào, Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, nơi được mệnh danh là một con gà gáy cả ba nước đều nghe. Đến đây, đoàn khảo sát còn được khám phá nét văn hóa truyền thống và ẩm thực đặc sắc. Về đi vùng Tây Bắc hôm nay đó, thì về văn hóa được bảo tồn rất là tốt. Và cái nhu cầu của khách hiện nay là muốn tìm hiểu về văn hóa là nhiều hơn, mà đặc biệt là đến vùng Tây Bắc, đồng bào dân tộc họ giữ được cái nét đúng nghĩa của đồng bào dân tộc. Từ người Sa Nhì cho đến người Mông, tất cả họ đều có một cái văn hóa riêng để mà bảo tồn cái đó, mà để tạo ra cái sự hấp dẫn và rất đặc biệt cho du khách. Đường bay mà Điện Biên sắp tới sẽ xây dựng mới, thì đó là một cái nhu cầu để phát triển du lịch rất là thuận lợi. Và khả năng cái du khách mà đã đến với Việt Nam thì đây là một điểm đến một lúc được ba nước, một điểm đến có thể là đứng ở một cái vị trí mà tiếp cận được với ba quốc gia. Với Điện Biên thì có rất nhiều dân tộc anh em sinh sống, và có cũng về cảnh sắc thiên nhiên và sinh thái cũng như là các cái văn hóa bản địa vẫn còn hoang sơ và đậm đặc, thì tôi đánh giá cao về thứ nhất là tiềm năng về du lịch sinh thái cũng như cộng đồng của Điện Biên còn rất là lớn. Nhưng ở bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng cũng các cấp quản lý nhà nước về du lịch cũng như là các công ty lữ hành cũng như anh em báo chí truyền thông, qua những cái hành trình đi thì chúng ta cũng có những cái nhận xét đánh giá và góp ý lại với cả bên với những người làm dịch vụ du lịch của Điện Biên nói riêng, cũng như là các cái huyện cũng như là các bản làng, mà khi các cái đoàn khảo sát cũng như là các cái bản làng mà đang định hướng của tỉnh Điện Biên về phát triển du lịch cộng đồng, thì đó là thứ nhất là tạo cảnh quan môi trường nó xanh sạch đẹp hơn, thứ hai nữa là gìn giữ và cố gắng tránh tác động tối đa bê tông hóa cũng như là những cái gì đó mà của con người tác động đến, mà chúng ta cứ cố gắng giữ gìn về cái cảnh sắc thiên nhiên sinh thái cũng như là tất cả những cái cảnh đẹp, và đặc biệt là về văn hóa, con người là yếu tố xuyên suốt, những người phục vụ đó và khi đến đón khách là mặc những trang phục bản địa của người dân bản địa của mình, để du khách cảm nhận được một cái không gian văn hóa ngay từ cái người tiếp đón du khách khi bắt đầu đặt chân đến. Apa Chải là một bản thuộc xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Việt Nam. Nằm ở phía Tây, Tây Bắc, bản Apa Chải cách cỡ 8 km theo đường thẳng là đỉnh Khoan La San, cao 1.864 m so với mực nước biển. Đây là điểm đặt cột mốc biên giới của ba nước Việt Nam, Trung Quốc và Lào, cột mốc số 0, nơi được mệnh danh là nơi một con gà gáy cả ba nước đều nghe. Cột mốc này cách tỉnh lỵ Điện Biên Phủ khoảng 250 km. Nơi đây chủ yếu là người Hà Nhì và một số dân tộc thiểu số khác sinh sống. Apa Chải trong tiếng Hà Nhì có nghĩa là vùng đất bằng phẳng, rộng lớn. Tôi thấy Điện Biên là một điểm đến rất an toàn, có mang yếu tố lịch sử tốt, cũng như là vẫn còn bảo tồn được cái bản sắc văn hóa dân tộc. Tuyến điểm thì vẫn còn hoang sơ nhưng mà rất là an toàn. Đặc biệt là món ăn địa phương đáp ứng được rất là tốt cho du khách. Tôi cũng khá bất ngờ vì sau 2 năm dịch quay lại đây thì tôi thấy là tình hình là bà con cũng như là chính quyền địa phương nâng cấp lên cái dịch vụ của điểm đến này rất là nhiều. Chúng tôi thấy là rất an tâm khi mà đưa du khách đến điểm tham quan này. Tỉnh Điện Biên có khai thác cái đường bay từ Sài Gòn vào thành phố Hồ Chí Minh về Điện Biên, thì cái lượng khách
đến với cực Tây của Tổ quốc A Ba Chải là nằm trong huyện Mường Nhé. Và đây là đặc sản những cột mốc là có độ cao 1.866 m, được có dân tộc, đặc biệt là dân tộc người Hà Nhì sinh sống tại đây. Và du khách đến được thưởng thức các cái món ẩm thực và cũng như là cái làn điệu múa, cũng như là các cái tiết mục đặc trưng của bà con ở đồng bào tại nơi đây. Cột mốc ngã ba biên giới đặt trên đỉnh núi có hình tam giác, có ba mặt quay về ba hướng. Mỗi mặt có khắc tên nước bằng quốc ngữ riêng và quốc huy ba quốc gia Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Từ điểm cao của cực Tây Tổ quốc, nhìn xa xa là một không gian bao la, núi rừng hùng vĩ, trùng điệp. Cột mốc ba cạnh phân chia ranh giới ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc lung linh dưới nắng. Mỗi chuyến đi chinh phục cực Tây, kết hợp với những cung đường miền núi cao đại ngàn Tây Bắc hoang vu, hùng vĩ mà rất đỗi thơ mộng, lãng mạn, huyền ảo, sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.